Chào các bạn, rất vui được quay trở lại với câu hỏi đáp thể hình số 678 của thể hình online hôm nay. Bây giờ đang là khoảng 8 giờ tối và chúng tôi vẫn đang còn ngồi quay chưa ăn cái gì hết, mới chặt được nướng bánh. Câu hỏi đầu tiên, câu này thì Hoàng cũng không hiểu lắm cho nên nhờ anh Duy Nguyễn tư vấn giúp ạ. Yên tâm đi. Có anh, I will always beside you. À rồi, rồi anh nói tiếng Việt đi, anh mới nói như vậy. Anh luôn hỗ trợ em trong chương trình này. Dạ, cảm ơn anh. Dịch từ tiếng Anh có cái gì sao lét luôn rồi. Duy Nguyễn gì? Facebook của Duy Nguyễn là Duy Nguyễn đúng. Cái này là chương trình của Duy Nguyễn, Việt cũng đúng luôn. Phản khoa học. Cậy nó. Em là nữ 17 tuổi, nặng 47, cao 1m55. Em tập gym được 1 tháng, lịch tập 1 tuần hiện tại của em là thứ 2, thứ 5, ngực vai tay sau. Ghê vậy, nữ mà tập ngực vai tay sau luôn hả? Thứ ba, thứ sáu, lưng xô tay trước. Sai sắp rồi em ơi. Thứ tư, thứ bảy, chân mông đùi. Thấy ghê vậy. Chiều tập bụng 15 phút 3 buổi một tuần. Em muốn tim mạch như bài Tabata 4 phút nhưng không còn thời gian để sắp xếp nữa. Liệu lịch tập như vậy 3-4 tháng nữa em đổi qua lịch tập mới, cắt buổi thứ hai thứ ba đi thay bằng tập Tabata có ảnh hưởng gì không? Không, bình thường mà. Bạn thích Tabata hay là bạn fan cuồng của Nobita cũng được, không sao hết. Tabata là Tabata mà gym là gym, mà gym trong đó gym có ba bata hết đồng chứ. Nói chung á thì đợt tập của em á sai bét rồi. Gái là gì? Gái mà tập nhìn trai nhảy nhót, mà nói chung là quật cao cường độ cao vậy thôi, đâu gì đâu. 4 phút xì khói ví dụ vậy. Nhưng mà gái đứa thì đâu 17 tuổi tập chuột ghê á. Ngược qua tay sau, ngược tay trước. Em nói là nữ nha. Thì anh mới nhận định vậy. Tập chuột ghê vậy, tập dai ghê vậy. Rồi thêm tập gì nữa? Tập tay sau nữa. Muốn càng cua như Duy Nguyễn luôn nè. À, nên là tập của em hơi men chút rồi đó. Mà nhiều thật chứ nhận một ngày tập 4 nhóm cơ. Hơi men chút rồi sao? Chờ chừng 2 tháng đi anh đâu tập cho nữ cụ thể đi nha. Em bám thật lực đó để duy trì sự nữ tính và cháy bỏng những đường cong. Câu hỏi số 13071. Chào anh Duy, em cảm ơn anh chị vì đã giúp em rất nhiều trên con đường đến với gym. Vấn đề của em là em tập theo đúng giáo án của anh qua hết trung học cơ sở và bây giờ em đang theo giáo án tăng cơ 6 buổi một tuần. Good boy. Em cao 1m71, ban đầu nặng 70 cân, đến bây giờ vẫn vậy. Dinh dưỡng của em 5-6 buổi một ngày và chưa xài thực phẩm bổ sung. Sau thời gian tập em thấy cơ thể gọn lại một ít và ngực nhô ra một xíu. Trong thời gian dài em không đăng ký như vậy có ổn không? Cảm ơn anh chị. 71, 73, 72 giờ đăng ký gì đó em, quan trọng là giờ nó đẹp nha. Em cân nặng chiều cao tương đối ổn ổn rồi, quan trọng là nó đẹp. Mình tập, mình ra cơ, mình giảm mỡ thì ký nó vẫn như nguyên. Đúng không? Cái chuột mình sắc nét hơn, ngực mình có đường có nếp, bụng có chuẩn bị con ngấn cơ nha. Đùi cũng nói chung mình nhìn nó cũng có vẻ là nó phản ánh sự tập tạ, kết quả nó phình phình ra chút đỉnh. Cái đó là kết quả thực tế, còn tăng ký hay không cậy nói nha. Câu hỏi tiếp theo 13073. Em chào anh chị, em tập tạ cũng gần 2 năm rồi. Cơ bắp em cũng to ra kha khá nhưng mỡ còn nhiều nên em muốn loại bỏ mỡ thừa cho đẹp. Bộ ba thật thật. Hôm trước em xem vlog của anh Duy có nói rằng tập tạ vào buổi sáng sẽ giảm mỡ nên em chuyển giờ tập qua buổi sáng luôn. Đúng rồi. Em đang sinh viên năm nhất. Vì vừa đủ ăn thôi cho nên không có tiền mua thực phẩm bổ sung. Vậy bỏ bộ ba thật thật. Mẹ luôn mua thịt nạc kem ăn, mong anh Duy tư vấn cho em buổi sáng nên ăn gì để có sức tập cho mạnh và giảm được mỡ. Em năm nay 18 tuổi, cao 1m7, nặng 68 cân, cảm ơn anh nhiều. Câu hỏi của em dễ xử lý đó. Bây giờ anh chỉ em bài này, quan trọng có dám chơi không? Nghe. Nói trước là anh Duy Nguyễn dùng chữ dám chơi tức là nó có rủi ro. Nhịn ăn, tập gym, về ăn sao? Đúng không? Chỉ có con đường đó thôi à. Chứ bây giờ em buổi sáng á, mà em ăn no rồi em tập sao nó giảm mỡ được? Thôi à. Đúng không? Không giảm được. Mà bây giờ chơi cái bài của anh Duy chỉ á, mà em có sức thì nó hơi khó nha. Nhiều khi nó hơi chóng mặt, hơi nó hơi xỉu xỉu nữa. Đó. Còn bây giờ á, bạn đâu còn đường đâu. Không lẽ giờ cạp đỡ trái chuối. Đúng không? Nếu mà cạp đỡ trái chuối đó, thì trong chuối nó có đường, nó vô cơ thể mình, nó gọi là ngăn chặn được quá trình đốt mỡ rồi. Đời nó khổ một cái, mỡ nó không đốt khi mà chúng ta thiếu chất mới đốt. Đủ chất không đốt đâu. Khổ như đó. Cái bài đó anh dám chơi không? Dám chơi thì bao giảm mỡ. Còn nếu mà em không dám chơi, em ăn xong rồi em tập á, thì nó lên cơ, chuyện giảm mỡ. Mùa sao tính?
Nghe sợ luôn đó. Thiệt là tập buổi sáng đi đúng mỗi thế. Em thì cứ phải tập buổi sáng thì mới ăn không cái tập luôn. Nên nó có một từ tiếng Anh nó kêu là gì qua đây? Fasting. Nó là fasting workout. Tập buổi sáng nhịn đói. Hiểu. Và nó có thêm một cái từ là fasting cardio. Cardio buổi sáng nhịn đói. Nó là giảm mỡ, giảm nguy cơ. Nó rõ ràng. Tại không phải là chỉ có mỡ nó mới đốt ra, nó giải phóng calo. Cơ bắp nó cũng đốt được. Carbohydrate, tức là glycogen trong cơ, nó cũng đốt được. Nên cái lý do là cái bộ ba thần thánh nó quan trọng là vậy đó. Cái bộ ba thần thánh nó giúp cho bạn có năng lượng. Nó giúp cho bạn đốt mỡ mà không đốt cơ. Đó là giá trị nằm chỗ đó. Vậy bạn nào xài bộ ba thần thánh kết hợp buổi sáng tập bao cool. Xong rồi đây. Dạ. Không, em nhìn câu sau cái em muốn đưa luôn cái tờ giấy cho anh đọc. Tại vì sao? Mà tới 2 trang A4 lận thôi anh tự xử nha. Thôi ông nội Trần Chém này làm thơ dữ lắm em. Mày nổi tiếng luôn, mày nổi tiếng mà. Trần Chém nổi tiếng á. Thơ lòng tặng anh Duy khí phát xin mơ. Bậy rồi. Bài hát là đã ký bản quyền rồi nha. Em lấy đúng cái tờ là làm xác định rồi đó. Em chào anh Duy cùng toàn thể quý bạn, quý vị. Em xin gửi đến chương trình một bài thơ. Mong anh Duy phát biểu cảm nghĩ và đóng góp dùng góp ý dùm em. Bài thơ dựa qua đoạn thơ về cuộc chiến tranh giữa ba anh em Lưu Quyền Đức, Lã Bố và Hổ La Quan. Ở ngoài Hổ La Quan. Tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa. Duy Nguyễn xin bổ sung, đó là Trần Chí Tam Anh Địch Lữ Bố. Trần Chí này hai cái cũng kể, nói chung là Tam Quốc cầm máu nè. Đầu tiên á, đầu tiên là đúng mình nè. Hình như đầu tiên Chu Phi á, Chu Phi nó ra đập Lã Bố trước. Nó mới đỡ cái bon, cái Lã Bố cầm cái gì? Phương Thiên Bảo Kích để chẹt xuống cái mông của Lã Bố. Ủa lộn là Chu Phi, Chu Phi đung tay. Mày không mày ghê thì thằng này tập đến thiết chắc hơi bị nặng này. Xong rồi đó anh em kêu nhị ca Quan Nhân Trường ra cứu. Xong rồi cái Quan Nhân Trường với Chu Phi hợp sức đợi quýnh với Lã Bố ngang ngửa luôn em. Quýnh ngang ngửa. Ngang ngửa. Nhưng mà Lưu Bị trong đó thấy sốt ruột rồi. Hai này quýnh ngang ngửa về, nếu mà trận chiến kéo dài thì không có lợi cho quân quân ta. Tại vì quân ta không có intra vào cao, quân ta đánh lại. Ta nói thiệt. Nhỏ này không tin. Người ta nói là cái gì bạn? Nhân trung Lã Bố, ngựa trung xích thố. Câu đó là bạn phải hiểu. Hai ông nội Lưu Bị Quan Nhân Trường với Trương Phi cởi hai con ngựa cội. Cởi hai con ngựa cùi. Hình như là nhóm lầm mà Trương Phi cùng lắm cởi con gì ta. Con đích lô hay con gì thôi à. Đó. Còn lúc này Quan Vũ cởi con cùi bắt dữ nữa. Mà Lã Bố cởi xích thố. Xích thố là ngựa đen phải không? Trời đất, có con ngựa mà của ngựa mà đi một đêm ngàn dặm gì đó. Nói chung là ngựa viết trong Tam Quốc đó. Rồi xích thố. Con ngựa nó khỏe lắm em. Trời đất ơi. Quýnh một hồi là hai ngựa kia nó xỉu. Con ngựa này nó không xỉu là cái xác định là hai kia chết đó. Đó. Nên lúc này thôi kệ Lưu Bị ra. Lưu Bị khôn á, Lưu Bị tính. Chết mẹ là bây giờ cái mình mà không có in trao một cao thì mình phải chơi chiến thuật tập tập vua này. Tập tốc chiến tốc thắng. Tập lần cứu thôi, tức là một set mà chơi một rep thôi. Không chơi nhiều. Đó. Cái ra ba mẫu súng là đập con thằng. Thằng kia đậu xanh rau má luôn. Thằng kia đó mày chơi quân tử vừa thôi, nhưng mày này đem ba thằng nó quýnh của mình tao. Biết ba thằng không? Nó đập xuống một cái là Lã Bố đỡ cái phù thương kích như này, đỡ cái cặp như này. Xong rồi đỡ mọi lúng xuống nè. Lúng xuống con ngựa nó quỳ gối luôn á. Con ngựa nó bị sậm giò luôn á em. Con ngựa nó sậm giò nhưng mà ngựa này đánh con ngựa này uống rau cao rồi. Nó swat lên cái mọt rồi. Rồi nó swat lên cái mọt lên. Cái Lã Bố chết mẹ, mặc dù ta có cái trao vào cao thì nhưng mà bọn này nó mạnh quá. Thôi bỏ chạy, trận nó về. Không nào nó đang làm hết. Thằng kia nó có ngựa dữ quá. Đó, nên sao mà Tào Tháo giết Lã Bố. Nhưng phải cướp con ngựa. Mà tính cướp luôn Điêu Thiệt, mà Điêu Thiệt tẩu rồi. Không cướp được. Đó. Nên cái trận nổi tiếng trong Tam Quốc nha em. Tam Anh Địch Lã Bố. Lã Bố là người Bắc kêu, người Nam kêu Lữ Bố. Đó, mà kêu trong trận mặt Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên gặp Điêu Thiền ở Phụng Nghi Đình. Đó. Tôi thấy bài thơ hai cái giấy A4 mà để rồi. Giết văn hơi bị sâu luôn. Thoải hình trải mấy đời chưa vững. Rồi ok.
Thể hình trải mấy đời chưa vững, kiến thức đông ngẫu hứng không bền. Đến thời Duy Nguyễn ghi tên, vầng dương tỏa sáng, chiếu trên con đường. Này thơ Song Thất Lục Bát nha các bạn. Từng giáo án đăng lên YouTube, kỹ thuật nền thu hút người xem, thực phẩm đóng dấu dán tem. Cái thơ Song Thất Lục Bát bạn biết là bài nổi tiếng của Việt Nam là bài nào? Chinh Phụ Ngâm, Đoàn Thị Điểm và Đặng Trường Côn. An toàn, chất lượng, anh em tin dùng. Nội công đủ, bài nào còn ngán. Đời Zimmer, hảo hãng cao đầu. Hoàng Kim trang bị quá ngầu, bước ra phòng tạ quên sầu thiên nghe. Đai lưng thắt để lòi mặt hổ, áo ba lỗ phượng múa rồng vai. Tay cầm tạ cuốn mê say, đung đưa như thể lung lay đất trời. Bài ngực chiến gió cuồng rung đất, tưởng chừng nghe quỷ khóc thần gào. Cơ căng mạnh máu tuôn trào, cơ đau mạnh mẽ như vào tận xương. Dumbbell press một vung lên trước. Hơi sụt sụt chỗ này em đọc nó hơi bị đau lưỡi nha. Lại lại, dumbbell press một vung lên trước, chả khác gì mặt nước sao xa. Tạ nằm truy sát băng qua, ngực trên ngực dưới như đà fly. Sao thiếu chữ ta? Khó đọc vậy nó hay nè. Nó thiếu chữ nè, câu này 8 chữ mà bạn chỉ có 7 chữ là đọc hơi bị thiếu. Để anh chế lên chút nha. Ngực trên ngực dưới như đà fly. Sau đơ press đẩy lên trần nứt, hạ xuống sàn, đá lỡ tường tan. Thét lên như tiếng sấm rang, râu hùm dựng ngược âm vang khắp phòng. Sai rồi, sai rồi. Thấy tập tạ mà cáo điều đinh là thấy sai. Nó đạt khi phát sương mơ rồi. Mặt nảy lửa lao vào xì quát. Rồi, phải đọc vậy nó mới ra thơ. Đòn chạm vai tan nát trời mây, dư dâm ba hiệp vẫn cày. Mông cong đứng thẳng, chứa đầy sát thương. Nóng lòng động, thần oai đét liệt. Xuống giọng, xuống hồng chỗ này đét liệt cũng được. Xuống giọng đét liệt nha. Múa ba beo, nhảy tiếp ra theo. Ấm lên như tiếp bay bèo, chiếc bào xoay tựa, hoa reo bướm vờn. Này giống Tường Hải ta. Chiếc bèo ra trận mà có thiết kiều sau lưng đó ha. Sát khí bốc sung, sát khí bốc sung trời cao ngất. Túm xà đơn, bao quát chiến trường. Phun đao cảm nhận không lường, tập trung sâu chậu, mở đường tiến thân. Cái sâu chậu này giống cái xương, tự nhiên sâu chậu. Nghe nghe cái thẩu ổn thèm xương chậu quá. Rồi, tập tạ xong vẫn còn dư sức cả đô đạn bắn tên mai. Dưới chân bụi cuốn như mây, chết miêu ngàn dặm một ngày rủi rong. Rồi, đây là một bài thơ Song Thất Lục Bát mà công bạn làm thơ cũng rất tốt. Các bạn đưa tất cả những từ ngữ của Zimmer vào tận tập luyện cơ bóp này nọ kia và mang một cái pháp như quỷ khóc thần sầu, động đất này nọ kia, bắn máy bay, cái độ đạn bắn tên mai. Nghe ghê quá, rồi trả lời nha. Tất nhiên như đọc đầu tiên nó có một số chỗ là sửa, mong em mong tác giả lượng thứ cho anh cũng như các bạn khán giả tạo lỗi cho anh nha. Mong tác giả lượng thứ cho anh tại vì đầu óc của em không có được chút. Ngày xưa anh cũng có làm bài thơ Song Thất Lục Bát các bạn, nhưng mà nó tại vì thể loại học hành thôi đó. Giờ thi đến lao vào ôn luyện cất bên lề những chuyện văn chương còn dài lắm. Đầu óc mình đã không được trong sáng rồi mà ông lại cứ kẹt tiêu xong rồi bắn beo. Đạn bắn tên bay chứ đâu phải là bắn máy bay đâu mà em cứ tối ngày gì đó. Em nghe không kịp. Ok, hey, mình đến câu hỏi cuối cùng của cuốn hỏi đáp thể hình số 678 ngày hôm nay. Em chào anh Duy, em tên Hoàng, năm nay em học lớp 12 nên không có nhiều thời gian để tập. Em cũng đam mê gym lắm, em tập gym cũng được vài tháng rồi. Nhưng bây giờ vào việc học của em chỉ còn 3 ngày một tuần thôi. Một tuần tập 3 ngày và ngày tập 2 là nhóm cơ. Ngày tập của em thì chỉ được tập thứ 2, 6, 7 có được không anh? Được, bảo được hết em ơi. Nói chung ngày tập 3 buổi là ok. Mình còn đi học, mình rảnh giờ nào mình tập giờ đó. Mình đã đi làm, mình rảnh giờ nào mình tập giờ đó. Mình có gia đình, mình trốn vợ được ngày nào mình tập ngày đó. Mình xin tiền bả, mình được cái gì mình mua súp cái đó. Mình sống theo hoàn cảnh và hưởng theo nhu cầu. Em ơi, không sao cả nha. Thì câu trả lời vừa rồi cũng khép lại câu hỏi đáp thể hình số 678 của chúng ta ngày hôm nay.
Hôm nay thì chắc là Hoan không nói nhiều được, tại vì cái bài thơ cũng quá dài và nãy giờ thì cũng bao quát văn chương về Tam Quốc diễn nghĩa duy dài quá rồi, cho nên không có lan man được nữa. Cho nên là xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào cuốn hỏi đá thể hình số 6, 7, 9 sắp tới đây. Tiện thể là ai có những cái ý kiến thắc mắc và những comment đóng góp cho chương trình thì xin các bạn để lại phần nhận xét bên dưới. Chào tạm biệt. Rồi, kính chào các bạn.